Cùng với các hoạt động vui xuân đón mừng năm mới của nhiều bạn trẻ, các gia đình bằng việc đi mua sắm, chụp ảnh, trò chuyện cùng nhau trong không gian ấm cúng ngày Tết, rất nhiều người với những lý do khác nhau mà họ gác lại cái Tết cho riêng mình để mang lại cuộc sống yên ấm, an vui cho cộng đồng, cho người thân và cho chính mình. Sau đây, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe chia sẻ về những hạnh phúc thầm lặng từ công việc ngày Tết. Trong dịp Tết du lịch của năm 2022 thì bản thân cũng dành thời gian cho việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch của tại cơ quan đơn vị, phòng test nhanh của ủy ban. Thì ngoài ra thì hỗ trợ trong việc là cấp phát thuốc cho các đối tượng là F0 điều trị ở tại nhà. Qua những cái năm trước thì những cái thời gian như là lễ Tết như vậy thì tụi em cũng được nghỉ để sau những cái ngày làm để cũng thư giãn bên gia đình, cũng đi đây đi đó. Nhưng mà trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất là phức tạp bây giờ thì tụi em cũng phải cố gắng để sắp xếp thời gian để làm xét nghiệm được cho bà con, để bà con được an toàn để vượt qua cái đại dịch này. Sau khi mà làm cho bà con mà thấy không có ai mà có nguy cơ mà bị nhiễm thì nói chung là tụi em cũng rất là mừng. Chú già rồi, ít người thân, không có điều kiện thì phải đi mua bán kiếm sống qua ngày. Thì cuộc sống mà ai cũng phải vậy thôi. Mùa dịch bệnh này ai cũng sợ đó, rồi người ta làm không có tiền ta cũng mua ít lắm. Thì mấy ngày Tết này thấy người ta cũng đi chơi Tết rồi, đi chụp hình đồ nhiều chú thị, nhưng mà hoàn cảnh chú cũng hơi khó khăn, cũng gắng chạy kiếm thêm thu nhập cho con cái học hành rồi. Chúc mọi người phải hiểu quan khách 5K của tiêu chuẩn nhà nước, của chính phủ đưa ra, phải khoảng cách, khẩu trang, rồi an toàn cho mình với người đối tác của mình. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mặc dù công việc đôi lúc có khó khăn vất vả, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Nhưng với ý chí, nghị lực và những khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách của người dân quê hương Đồng Khởi, chúng ta cùng nhau tin tưởng rằng dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng qua đi, để tất cả mọi người đều đón một năm mới thật hạnh phúc, bình an.